Một sự việc thương tâm vừa xảy ra vào lúc 5 giờ 50 ngày 4 tháng 11 Tây. Một ông lão có tên là chú bé, năm nay 74 tuổi, làm nghề đặt vớn trên sông kiếm một mỗi ngày chỉ có 20-30 ngàn để nuôi vợ cũng như hai đứa cháu. Thì vô tình ông đem đồ ra một cái chiếc xà lan, vô tình rồi có một chiếc xà lan quá to quá khủng và va chạm vào ông một cái kinh hoàng. Và ông ra đi tại chỗ vào buổi chiều đó, khiến cho gia đình tá hỏa và đi tìm kiếm. Sáng nay là ngày 6 Tây tháng 11, cũng qua 2 ngày vẫn chưa tìm thấy. Thì mình có điện thoại cho anh 11 đội cứu hộ tìm kiếm những người trên sông đi đến đây để hỗ trợ cho gia đình để tìm kiếm. Và anh 11 có xin hay keo thì có thành công hay không thì chút xíu cô bác anh chị sẽ xem, sẽ hiểu rõ. Và nghe nói cũng gia đình cũng rất nhiều khó khăn, nên mình cũng ngồi trò chuyện với người con thứ hai cũng như là người vợ của ông lão, nghe rất là xót xa. Và người nhà chia sẻ trước khi ra đi, ông cũng có một vài lời nói giống như là những cái điều mà trăn trối với người nhà. Và hoàn cảnh cũng còn khó khăn nên Cao Hớn cũng gửi trợ giúp thêm 1 triệu để hiểu hơn về hoàn cảnh cũng như là những lời trăn trối của ông trước khi ra đi như thế nào. Mời cô bác anh chị xem đến cuối video sẽ hiểu rõ ạ. Mến chào cô bác anh chị em, buổi sáng hôm nay là ngày thứ hai tìm kiếm chú bé 74 tuổi va chạm với xà lan cả nhà, ra đi thì gia đình rất là khó khăn. Thì mình đến đây để mình chút xíu anh 11 sẽ qua đây, mình có điện nhờ là anh 11 sẽ đến đây để tìm kiếm tiếp gia đình, với mình trò chuyện với gia đình tìm hiểu nguyên nhân cũng như là chút xíu gửi trợ giúp chút ít để hỗ trợ cho gia đình, vì nghe nói là gia đình cũng còn nhiều khó khăn. Thì gia đình lập bàn hương án cũng như bàn thờ, rồi nghe nói cũng đem đồ của chú chuẩn bị sẵn rồi, rồi cũng có kêu các đá xi măng ấy đồ xong hết trơn rồi để chuẩn bị khi mà gặp được chú thì sẽ đem đi động quan liền luôn. Còn người nhà anh em gặp anh em về đây thấy nhiều đâu cô làm sao với chú cô? Dạ em ruột của chú bé. Dạ em ruột chú bé, ảnh thứ tư tôi cũng đang. Dạ. Dạ. Cô cũng gần đây hả cô? Ở Bà Đỏ chú ơi. Dạ, vậy là cô hay hôm qua nay cô chạy xuống đây. Dạ, có qua ngày qua rồi mà cho mình không có khỏe. Dạ. Dạ, là về nghỉ ngơi rồi sáng này mới mượn nó cháu nó đưa ra. Dạ, thôi mình cũng cầu nguyện cô để mong được sớm dạ. Gặp được chú. Hy vọng bữa nay sẽ gặp được chú ơi. Chút xíu anh 11 qua sẽ tìm kiếm mà gặp được chú. Dạ. Có gì mấy cháu không? Dạ. Rồi, mấy con xin chia buồn cùng cô ha. Dạ. Dạ. Dạ, cô cố gắng giữ gìn sức khỏe nha cô. Dạ. 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 Của cô. Bây giờ để anh 11 qua kết hợp với gia đình để đi tìm kiếm. Anh 11 đang qua cái bến đò Bằng Tăng nè cả nhà. Thì người ta cũng đang chở các đá xi măng nè, những cái này để làm mà nó chuẩn bị làm con ngôi mộ nè. Đi chiếc xuồng đó về anh 11. Đâu có đi xuồng máy. Đi xuồng máy ha. Đi xuồng này bơi chắc chết luôn. Đây là cũng là cái thủ tục mà anh 11 trước khi đi tìm kiếm nè, lần nào cũng phải cúng bà cậu bà thủy. Nãy giờ anh tới gặp gia đình rồi ha. Tại hôm qua là em điện cho anh nhưng mà cái buổi chiều quá do đó thôi em kêu anh sáng hôm qua. Chứ cũng tối rồi đâu có đi tìm kiếm gì được. Ví dụ nó về ngày mình đi ban đêm hoặc mai tại vì nó cao còn mới chưa. Anh 11 này là nằm trong cái đội SOS đi tìm kiếm cứu nạn cũng như là chở xe cấp cứu giúp bà con nghèo tại xã gì thuộc huyện Lai Dung. Đây là
mà dường như những cái ca nào mà chú bé 74 tuổi, nhưng mà dường như là mấy anh em mình thấy là anh 11 thì mỗi lần mà có xuất hiện anh là trong vòng một ngày đó hoặc là một hai ngày là sẽ tìm kiếm gặp à. Có anh 11 này là mang đến sự may mắn cho gia đình khi mà đi tìm kiếm người thân. Có bình nước trà không ạ? Cho bình nước trà. Cho bình nước trà. Anh để bình trà xuống anh xin keo hả? À. Có cặp keo luôn, đâu cặp keo gì ạ? Bằng gỗ. À, gỗ ha, cái đó anh làm hay gì? À. Rồi mình làm cái đó mình có sơn hay gì vô không? Không. Chỉ làm gì thôi ha. À. Thơm dạ. Đi, thơm đi. Rồi cứ tới ra luôn này kìa. Hy vọng anh xin thuận lợi bữa nay gặp được chú bé đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà 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 Phật. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng, hộ độ cho con cháu bữa nay tìm bác được gặp để đem về an táng. Là con cháu xin khấn nguyện là xin ba quẻ keo. Nếu mà quý vị dưới sông thương tình con cháu với gia đình cho họ đủ duyên được tìm về thì quý vị cho cháu xin ba quẻ keo nha. Tại vì gia đình họ cũng đơn chiếc, cái lễ nghĩa thì cũng hơi thiếu sót, nhưng mà không có thiếu sót cái việc xin keo được, chỉ là cúng bánh trà thôi. Khi mà tìm được xác thì gia đình sẽ hậu tạ sau bánh trái trà quả vậy. Hôm qua là nhớ được cái vị, nón bây giờ với cái cháu xin cái cây dầm thôi à, là ba quẻ keo nha quý vị. Vì về chứng minh đất đai viên trạch thằng hoàng bốn cảnh nhìn cục đất cho con xin ba quẻ keo. Rồi úp nữa rồi sếp thận dưới rồi sao coi tốt đâu có úp mà nè đâu úp nữa nè. Vậy vậy là người ta cho keo rồi nè. Vậy là người ta cho keo mình rồi nè. À, vậy được ha. Dạ. Một cây úp, một cây ngửa rồi. Vậy là... bắt đầu con cháu sẽ tiếp tục lần thứ hai. Nếu con xin ba quẻ keo thì thận hai lần. Thì con cháu cái như chấp thận. Nam mô Di Đà Phật. Xin lần hai nè đó. Nhẹ nhẹ thôi, cháu nằm trên anh 11. Đâu có muốn văn đâu văn à, mình đâu có khiến được. Cái đầu là thành công rồi đó ha. Ừ. Đây là cháu xin quẻ keo thứ hai, mong bà cậu di sông như thần hoàng bốn cảnh, thổ thần thổ địa trên cục đất này xin giúp cho cháu được keo thận nha quý vị. Rồi úp ngửa luôn. Một cái ngửa cái úp nữa rồi kìa. Cái ngửa úp nè. Rồi vậy rồi, đúng không? Rồi vậy là cháu hai keo đúng nha. Mô Phật. Nam mô Di Đà Phật. Hy vọng bữa nay con 11 sẽ tìm được chú bé nha. Cháu xin hai keo thận là coi như quý vị chấp thuận giúp đỡ cháu để tìm chú nha. Rồi xong đem chú về gia đình, rồi gia đình sẽ hậu tạ sao. Ồ, chơi trà đậm chứ ha. Vậy là hai keo thận luôn rồi ha. Ừ, hai keo thận là mình không cần nữa, đủ rồi. À, vậy là yêu rồi. Dạ. Rồi bây giờ là mình chuẩn bị xuất phát từ vị trí nào? Chờ thuyền ghe thì bắt đầu đây quánh xuống Cần Thơ. À. Rồi ha. Nhưng mà trước nhất là cái khu này là phải lục bình chành nè. Đúng rồi, cái chành đóng cách cái số đây là lục bình thì phải lục hết á. Chút xíu anh coi ra là anh đi sát cái đống trà này, anh coi vòng vòng cái đó đi. Đúng rồi, đúng rồi. Gì được rồi ha. À, tôi lên trên nhà tôi cúng lại cái nữa. Rồi lên chảnh đi. Trước cái bàn cúng đó hương án cúng của quyền. Anh xin của quyền nữa. Thường thì mình cũng cúng của quyền, xin của quyền độ thêm ha anh 11. Cho em biết tên họ của bác à. Còn đây là ông tên gì, họ gì à, bao nhiêu tuổi? Bé nè, gia đình đã soạn ra Trần sẵn. Trần bé. Rồi rồi. Ra sẵn để đây rồi, khi gặp chú thì sẽ tiện như vậy. Rồi.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước kính nhân hương cho cụ quyền tổ ông bà chăm họ nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 10 Nhân Giáp Thìn, cháu nhận được gia đình cho cháu hay là bác Trần Văn Bé 74 tuổi không may ra đi trên sông. Nay cháu đã đến trình với cụ quyền tổ ông bà cầu xin quý vị chứng lòng thiền độ cho con cháu đi tìm cho chú được về sớm được gặp về an táng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe nói thì gia đình mấy người con của chú bé này cũng gặp rất nhiều khó khăn, cũng không có khá giả. Và hiện tại thì chú còn ở đây với hai người cháu, với cũng như là người vợ. Thì mấy anh em hôm qua tới giờ thì do gia đình lu bu cũng chưa gặp được bà lão là vợ của chú bé nữa. Để chút xíu mấy anh em mình trò chuyện tìm hiểu thêm. Nó hoàn cảnh khó khăn lắm à. Vậy là mình cũng xong rồi, xong đó, giờ chờ ghe đi. Chị hai kìa, xuống báo cáo với chị hai đi, nó mới xin keo gì đó là con của chú bé đó mới cúng ở dưới sông rồi đó cô ơi. Em cúng dưới sông rồi keo thận cho đó. Thì giờ coi ấy hồi là bắt đầu mình đi có ghe xin lại xuồng lại mình đi. Dạ được. Dạ chị ơi, cho em hỏi chị là sao của chú bé? Con gái thứ hai. Dạ gia đình của chị là mấy anh em mấy chị em? Có 4 người anh em. Dạ chị là người lớn ha. Dạ thứ hai. Dạ rồi chị có ở chung nhà của chú không? Không, về có chồng ở xa đó, có chồng ở dưới Trà Nóc. Rồi nghe chú vậy rồi về đây hôm qua giờ. Bữa đó là về đám giỗ, ngoại. Đám giỗ ngoại là cúng mâm chiều hôm qua mâm chánh đó. Dạ. Rồi cúng mâm chiều rồi về không có kịp, rồi tính nói thôi ba cúng mâm chiều đi. Rồi chiều con mới lên. Ba cúng rồi ba ăn trước đi, rồi chiều con lên con ăn. Không sao. Rồi ông cúng rồi cái xà lan kia á. Kêu điện ông ra rước. Ra rước là 5 giờ rưỡi là chở vô là 5:40 đó là chiếc xà lan kia đụng ông đó là lật ngang là mất tích ông luôn đó. Dạ. Là ông không có vô ra bờ được là 5:40. Lúc đó chị ở trên nhà này hả chị? Chưa, ở dưới trên đoạn đường lên. Mới đang lên thôi. Mới đang lên tới đầu đụ tẻ bằng tăng mình đó. À. Mới quẹo vô chạy vô khúc rồi mới điện là ba bị ghé gấn xong rồi, bị xà lan đụng gấn xong rồi kiếm không có chị đó. Là chị tranh thủ chắc chạy về đây gấp đi tìm á. Em chạy không nổi à. Bò rồi mấy người trên này ở đây sớm đi tìm trước mà tìm không có gặp, tìm được là được có cái tấm sạp với cây dầm với cái nón lá mà nón lá nó cũng nguyên ra mà lủng một lỗ bên lớn là đụng ổng lủng lỗ bên lớn chắc qua chạm vô lủng lỗ đó. Dạ cũng như là ổng bơi vô là gần tới đống trà rồi, bơi vô gần tới đống trà này rồi. Chú có gặp chú bơi luôn? Gặp chú, nghe người ta nói gặp chú bơi vô mà ổng bơi vô mà bơi à. Vô ngoài Thái Lan nó giống bữa đó trời ổng chuyển mưa đi đau quá trời tối, chắc có 5:40 mà tối. Dạ chuyển mưa nó tối rồi phải, mà đừng có chuyển mưa là nó không có tối hùng thì chuyển mưa mà còn mưa găm găm nữa, mưa lớn rồi tạnh rồi mà còn mưa găm găm không được, không bằng ngon tấm xô chặt lắm, xô muỗng xô màu gì mà nó rành nữa. Dạ. Biết cao su trắng ngày hôm qua có hai cháu gặp trực tiếp đó là đang trồng cái tấm cao su trắng trên cái dây á, trên cái dây cục ngàn cổ mình. Dạ. Là đậu cái nón lá là trong khi là nón lá chứ gây dầm với cái tấm sạp xuồng là kiếm được vớt được, còn cái xuồng với người không gặp. Dạ. Là mất luôn đó. Mà thấy chú cũng bơi vô gần tới đống trà hả chị? Bơi vô gần tới đống trà à. Mà vũ khiến cái gì á chứ giác sáng mùng 4 cái ông mới nói ông đi đưa cháu nội đi học rồi, con cái nghèo đi mà xa đâu có ai ở nhà đâu, ông đưa hai đứa cháu nội, đứa học lớp 3, đứa học lớp 5. Dạ. Rồi đưa đi vô trong chợ đưa học, sáng đưa rồi chiều trưa rước rồi chiều đưa rồi chiều rước, ngày học hai buổi á. Rước rồi về cái nay 1:05 rước về là 4:05 đi rước. 4:00 đi rước rồi 4:30 ra ca về đó. Dạ. Là về tới nhà 4:30 lúc bột quần áo lông làm giỏng, trời mưa lớn làm giỏng. Tới đó 5:30 xà lan ở dưới lên là gọi ba ra rước đó.
Rồi ba ra rước là quầy ghế vô ra rước đưa ta đưa đồ là một bọc tôm với một bọc ghẹ với 3 triệu với 50 ngàn là cho 50 ngàn là riêng đó. Dạ. Là 3 triệu bạc cũng là ông đi lấy đồ giùm người ta cho 50 ngàn á, đưa đồ đấy chứ không phải lấy đồ giùm. Dạ. Có đâu như là đưa có 2 năm nay rồi cũng như đi lấy đồ cho những chiếc ghe lớn chiếc Hà Lan không mà có chiếc đó thôi, Hà Lan đó không mà Hà Lan. Dạ. Cho thôi điện thoại, ba cho điện thoại mà rước ở ngoài rồi Hà Lan nó đậu gần đó không chị? Đậu chắc ngoài bị gấp chứ không có gần. Vì xa ha. Xa. Vậy là ổng lúc ổng đang bơi là bơi vô gần tới bờ rồi. Bơi vô gần tới đống trà rồi chứ chưa có tới. Dạ. Bờ nghe, gần tới đống trà. Đống trà đó nhìn thấy. Dạ đó, em thấy. Là gần tới đống trà rồi chưa là bắt đầu rướng ổng rồi. Là chiếc xà lan đó là nổ khình nè. Ổng này chiếc xà lan cao mà xuồng mình bơi nhỏ mà sao mà thấy rõ được không? Mà chuyển mưa nhớ chuyển mưa nữa. Chuyển mưa mà dắt nó cũng còn mưa mà mưa ngâm ngâm mưa ra ướt áo đó chứ không. Dạ. Phải là mưa lớn không ra ướt áo mà ông chụp đám xu đi. Dạ. Ông đậu có nón lá, ông bận cái áo sọc nguyên guma còn có quần chắc quần đến theo sáng rồi đó, đồ đó đây gia đình mình xếp sẵn cho chú ha. Dạ. Chú có nhiều đồ đây hả chị? Có nhiều đồ đó anh. Cũng ít đồ ha. Ít đồ mà đâu phải nay mua đồ quần cục mua cho mới vậy đó, không bận gì trơn, bận quần cũ mà tối ngày để dành chết đem theo hay gì không biết. Bận cái quần cũ mềm với nửa vớt lên cái quần cũ mềm con cái mua mà không cho không bận được. Rồi em có nghe người bạn của em hôm qua tới đây sớm á có nói là dường như là chú mấy bữa trước đó là nghe nó căng dặn giống như những cái điều chăn chấu là sao chị? Là cái mấy hoa cũng ngoài đó không cho không trong ngày đó luôn. Trong ngày đó luôn ổng mới nói nó gì nè chiều đám giỗ cái hai đứa chết hỏi ông nội ơi mà sao cô hai cô tôi không lên bị 4 người con mà một cô một cha nó là đi mặn xa không có nhà. Dạ. Còn hai cô ở nhà thì nói sao mà hai cô không lên cái ông nội nó nói là trả lời con ơi cô hai con là bị đi mặn đó là công ty chưa có hết hàng chưa có về chừng nào cô hai có hết hàng rồi cô hai về ra ca về cô hai mới lên. Dạ. Rồi cái bắt đầu nó nói tiếng nữa nó chắc này tối rồi sao cô hai không lên cái ông mới nói con đừng có lo tay tới tối là đủ mặt báo quan hết trơn à. Trời ơi. Ông nói vậy đó nghe mà không có nói mà tẹt ra. Là rồi là ông đi luôn. Là buổi chiều ông đi thì tối thì đủ mặt báo quan rồi. Đi thì bởi vậy thì dắt 5:40 đi rồi là bắt đầu là từ 6 giờ lên là gom lại rồi cho hay là gom lại. Con cháu đầy đủ chân anh em dòng họ ra đầy đủ hết. Anh em bên ba là ở xa không có gần nữa. Ông ở rể ở đây. Chứ rồi nghe nói căn dặn với đứa cháu gì nữa chị? Căn dặn đứa cháu là từ lại sắp tới á là ông nội không có đưa con nữa. Nữa kêu bà nội á đưa kêu người bác á chú về bác á đưa con đi học. Trời đất ơi. Ông nói nhiều vậy thôi mà ông chứ không có giải thích thêm không nữa có là giải sao thích không được. Thêm. Ông không có nói nữa là ông ngưng nhiều đó, ông nói lời có nhiều đó thôi. Ông nói rồi hai cái củi dưới sông đó đó. Ông vớt lên cái ngày chung một ngày đó luôn. Dạ, chụp củi chụm đó là như là ngâm là kéo ngâm đâu là cũng ông vớt ở đâu, ông đi chơi nò ông vớt đó. Dạ. Ông đi nhà ông cũng nghèo đâu có bằng ruộng bằng đất gì đâu mà có ấy mà tiền mà xài ông đi đặt có 5 cái nò hà là cuối xong đó ông đi chở cá hàng ngày bán bữa 20 có 15 có nhiều bao nhiêu cái không có chừa ăn gì trơn được 20 ngàn đủ xài đủ xài chắc sáng bữa ngày đó vậy đó ông cho cháu đi học gì đó rồi cái là góp làm vớt củi ngâm 2 cây củi đó đó ngâm rồi. Yeah. ngâm nó cũng là hồi nào không biết nha cái bữa đó ông vớt rồi ông nói thôi bà ơi bữa nay mùng 4 rồi thôi tôi kéo 2 cây củi có nước nhiều tôi kéo lên cho bà để thôi mai mốt không ai kéo cho bà là nói bà má vậy đó rồi có nhiều nấu chợ nấu nhà má có nhiều vụ củi đó thôi là chiều cũng đi là bà không có nói gì với bà tiếng gì đó chứ. Ổng bằng cơm cúng rồi cúng dọn cái bàn cúng đó là đâu có ăn đâu chưa có ăn là tính ra vớt thì là rước xà lan vô lấy đồ vô là ăn mâm chiều mà mượn kêu người này kia lại nhậu với ổng cúng mâm chiều mà. Dạ. Là chắc phải 5 giờ mấy rồi đợi con cháu đi bằng về ghé đó nhậu ăn nhậu thì một chai rượu bỏ chính cái bàn đó với mâm đồ ăn để đó là chưa có nhậu đó là ra ngoài rước là mất tiêu luôn rồi cái chiếc xà lan kia mình mới gỡ nổi sao anh ơi mà sao nãy ra cha ba em ra rước xà lan rước mấy anh gỡ đồ vô mà sao ba em không thấy vô nó là bơi vô rồi gửi cho ông bác đó, đó. Là 3 triệu bạc cho ổng 50 ngàn với một ghẹ một tôm. Dạ. Là mình không biết nhiều một ghẹ một tôm thôi chứ không có biết là nhiều hết gì mình cũng không biết. Mà rồi cái tụi nó ra trời ơi không có thấy mặt ông ba vô. Ổng mất tiêu luôn rồi sang Thà Lan đụng ổng rồi. Ở đây người ta thấy đụng rồi mà chìm rồi. Nhồi cái xuồng lên gì nè. Nhồi lên mà rớt. Rớt ổng xuống sông. Như là kiểu mà đụng ổng rồi nó nhồi lên ấy lật luôn cái xuồng. Cái xuồng nó nhào ngược lên. Nhào ngược lên. Để cái xuồng bơi đâu có bự đâu. Chiếc xuồng đó là hiện tại mất luôn hả? Mất luôn rồi, mất người mà mất ổng luôn. Chỉ được cái sạp với cái nón thôi. Cái sạp với cái nón với cái dầm mà công an lấy trơn rồi. Dạ. Công an lấy hôm qua trơn rồi, không có còn ở đây.
xui ha, chút xíu nữa tới bờ. Còn ở đâu độ thì hơn có hai tầm đất là vô tới đống trà. Trà là cái như là cái bờ, bên rồi. Bởi vậy. Còn có hai tầm đất nữa là vô tới đống trà đó là dưới vậy lên là dưới không được. Mà rồi vậy chú có những cái lời mà giống như điều chăn cháu vậy, chị thấy có đúng không? Thì ông nói có nhiều đó thôi chứ không có nghe gì nữa trơn. Bị con cái ở xa rồi chiều mới gom lại đám dỗ mới về. Mà tự nhiên căn dặn vậy ha? Căn dặn bà má chứ căn dặn thằng nhỏ thôi chứ không có nói với bà má nữa. Rồi thằng nhỏ đó chiều á, ông nội mới kể con lên mà cô hai cô tư mà rác này không lên đó, hồi đây tới tối lên đủ mặt hết trơn à, con đừng có gầu. Ông nói như cái nội đúng vậy. Rồi ông nấu có nhiều đó thôi, không có cho trời cháu chăn với bà má tiếng nào chứ. Dạ, rồi mẹ của chị khỏe không? Cũng khỏe, 73 tuổi rồi. Họ cũng đâu có mần gì đó, hai chồng già đâu có mần gì ra tiền ra mà hãy. Cô đâu rồi chị? Ờ, nếu má nãy giờ mới đi mần cái gì á, ra hè cúng cái gì nãy giờ. Vậy là mình đang kêu các đá xi măng trước rồi đó hả chị? Dạ, kêu chứ. Thấy là xe nó chở đồ rồi lại lên rồi. Dạ, chở đồ lại làm mà có cứng rồi, ấy rồi vớt cũng qua được rồi, chắc cũng chôn liền. Dạ. Cũng 3 ngày, cũng có mấy ngày. 2 à, bữa nay mới 2 à? Dạ, bữa mùng 4 đó, chiều mùng 4 đó, là 5 giờ 40 đó. Dạ. Hồi nãy anh 11 á, thì xuống dưới có xin keo đó thì hai keo đều thửng hết trơn vậy. Hy vọng bữa nay sẽ gặp được chú bé cho khỏe. Bởi em giấy cho chờ giấy cho cứu ba em được đi mà về cho ông ấm cúng rồi cho ông để thôi. Nằm dưới nước lạnh, ông già ông lớn tuổi rồi ông lạnh nữa. Dạ. Cầu mong vậy đó. Như vậy là trước mắt là mình xây kim tỉnh luôn hả chị? Dạ. Làm xây đất nhà hả sao? Đất nhà, bị cái đó có do cái dụng mới rồi. Ngoài sao hè. Dạ. Rồi anh em nghe nói là chú còn ở với cô với hai đứa cháu phải không chị? Ở không có, ở với mà hai chồng già với hai đứa cháu. À. Rồi với bà xui với lên ở hai đứa dạy học hai đứa cháu tắm rửa gì ba gì má già rồi đó. Dạ. Bà ngoại lên ở đi bà xui xa con bằng xui ra Úc á thì bà xui trẻ hơn ba với má. Dạ. Rồi lên ở nuôi cháu ngoại đó, chăm sóc cháu ngoại cho đi học đó. Rồi hoàn cảnh của mình nghe nói khó khăn là mấy chị em của chị có ai khá giả để lo cho cô chú được có không? Có ai đâu, có khá giả đâu, cũng nghèo không hà chứ đâu, à, có khá giả đâu. Phải có khá giả đâu có đi bằng xa chi mà bỏ con nhà cho ông nội bà nội đưa. Rồi chú là làm mà đặt được năm cái vớn gì đó là được mấy chục ngàn là gia đình sống, sinh sống đó ha. Dạ sống rồi gạo thì ngày rằm với ngày 30 đó đồng đạo người ta cho đó. Dạ. Rồi cho ăn chục ký, năm ký gì đó, rồi về ba với má ăn đó chứ đâu có gì đâu mà có tiền mua gạo. Dạ. Cho không à. Vậy đó. Dạ chị ơi thì em đến đây á cũng dạ. Thấy được cái hoàn cảnh cũng khó khăn như thế đó. Dạ. Em xin gửi trợ giúp thêm cho gia đình mình 1 triệu để có cái gì cầu mong được tìm gặp chú và để sớm về an táng ha chị. Dạ. Dạ. Dạ em cảm ơn. Dạ 1 triệu này của một em gái giấu tên ở bên Mỹ á. Dạ, em xin gửi gia đình mình ha. Dạ em dạ. Xin cảm ơn chị giấu tên bên Mỹ. Dạ. Dạ. Với mấy anh. Mấy em cũng cầu mong rằng dạ. Gia đình mình hôm nay có được anh 11 tới hỗ trợ nữa thì sẽ dạ. Gặp được chú bé. Dạ. Và em cũng xin mấy anh em cũng xin chia buồn cùng chị dạ. Ha chị. Dạ dạ em cảm ơn mấy anh với trong nước ngoài nước luôn. Dạ. Dạ con chào cô ạ. Dạ. 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 Rồi cái bữa đó cô hay ông xã mình ra đi vậy đó sớm không cô? Đi làm 5:40. 5:40. 5:30 ra tới đó 40 mấy bác ảo. Thì ổng ra ngoài thì gửi cho 3 triệu. Nha rồi với cho ba 50 ngàn. Cho ổng 50 ngàn với một cơm, gửi với chị vợ với bột ghẹ. Dạ. Thì bơi vô rồi nhà xà lăn đổ mì trường cũng mất. Còn cái nón dụng gỗ bị lớn gì nè mà ta tay ra lên tay ra chỗ chỗ mấy á dụng tay trái gì nè đó, người ông lộn mèo rồi nhỏ cháu dâu thấy bụng mắt là gì nè nó sợ bụng mắt lại đó rồi trên nhà không ai nó chạy lên cho hay. Rồi hôm qua giờ cô đi xuống dưới cúng kêu ông xã mình lên chưa? Rồi tôi cúng xuống hay sao mình cúng gái rồi bị ra này à đặt bàn giá với ông tía tuổi cô hai cô bảy rồi vừa đủ ổng hiền lắm chứ mấy chú ơi. Dạ. Sáng giờ là không ai biết lòng biết mất nữa nó hỏi mình việc mà không ai mà ghét ông hết á cái nội thu là ông nghĩ thôi chứ không phải nhìn ra mà hung dữ cô bác à anh em là không có ông hiền lắm không biết hại dạ. Cô bác rồi. Rồi hàng ngày ông chú là đi đặt mấy bắt cá rồi để nuôi bà với hai đứa cháu hả? Dạ cháu nội 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 nó học
lớp 3 đứa học lớp 5 đứa, nó còn nhỏ, lớp 5 nó có ốm yếu rồi, lớp 5. Ủa sao cha mẹ không nuôi để cho bà nuôi? Cha mẹ nghèo, mẹ nghèo, mẹ có mấy tháng rồi vậy? Chút quá không có nào không vậy đi làm xa để gửi tiền về tiếp cho ông bà nội vậy ha. Tháng 10 triệu mình mướn nhà trò rồi cơm nước mình ăn đó chú. Trời làm ơi. Chơi, không tiền bạc cho người mình nhà không ruộng nương vậy dạ. Khổ lắm chứ rồi đến tiền chùa Bắc Giang á gần nó dặn cho anh chục ký hai chục ký gạo rồi cho tiền rồi gần gần nha thấy cho gạo cho tiền á dạ. Thấy tôi khổ quá mà cho hàng ngày đó chú bé đó thì ngủ chung với bà hả vậy? Dạ ngủ đó ngủ mình trước này. Dạ. Rồi chú không gặp chú hai bữa nay rồi cảm giác của bà buổi tối ngủ thì sao? Mai tôi có ngủ hai lên đây không ngủ gì trơn chứ. Ngủ không được luôn. Dạ. Nhớ dạ, ông ha. Dạ. Dạ. Cái niệm Phật cái đầu để cầu cứu chồng mình, xin chồng mình đi về. Khóc hoài cũng vậy à cô ơi. Khổ ngủ vô rồi, không dạ. Buồn rồi chú ra đi vậy rồi mai mốt rồi cô với mấy đứa cháu cũng khổ nữa mình nên cô nhà. Có mình đạt nó dấn giờ cũng cuốn lên nó đâu biết đạt. Vài bữa cũng lặn cuốn nó cho nó cạn đó. Cuốn lên. À. Tính đi cuốn mấy cái lưới đó ha. Dạ, cuốn mấy lưới lên cái đâu đâu biết dở. Đâu biết bông gì đâu. Rồi mấy người kia kêu đi giả dụm mấy người con á biết không? Không biết chỗ hả chị? Ừ. Thôi vậy lỡ mà bỏ luôn chứ sao bỏ giờ? Bỏ luôn vậy đó chú ơi. Giờ cũng khổ. Đem lên cũng đâu có ai làm. Thôi bỏ cái nghề bắt cá đi. Dạ. Cô năm nay bao nhiêu rồi? Em tuổi thìn 73. Chú thì 74. Dạ, ông mèo. Dạ. Bữa nay nữa dường như là chưa dắp 2 ngày hay ta? Chiều nay mới dắp 2 ngày. Mới dắp 2 ngày. Dạ. Không làm gì nữa. Thường thì kiếm buổi chiều hôm qua đó, nếu có là có buổi chiều hôm qua đó, còn không có nghe nói là tới 3 ngày. Hôm qua kiếm hôm qua là đi. Tối ngày qua luôn. Rồi cô cũng ngủ ngơi rồi cho khỏe cô. Dạ. Rồi ngủ không được chứ mà ăn không ngon. Dạ. Rồi mấy mốt còn mình anh cô và cô cũng ở đây chăm sóc hai đứa cháu hay vậy? Dạ, nghĩ cho bỏ đâu chú. Trời ơi, rồi làm gì ra tiền, con cái gửi ha. Con gái gửi khi 2 triệu, 3 triệu chứ nó của mình có tiền gạo gì chứ. Mình mướn ba mà. Rồi hà, hôm qua tới giờ ngủ có gặp cho chồng về kêu không? Không có kêu không gì sao. Hồi nãy con ở ngoài đầu lộ vô, có người nói là có ông về báo mộng cho người con hay người cháu gì đó, có không chị? Không, không có luôn nè. Ở đây trong nhà không thấy, trong nhà không thấy thiệt. Trong nhà ủ cầu, cứu cầu và niệm Phật đồ đó. Nhưng mà cứu cho đập ba lên, mà về nhà được cho lạnh đó, hiểu đó. Cầu mong luôn ha. Cầu mong luôn. Mà không gặp. Không gặp, không thấy gì luôn đó. Không nhà này liền. Nhưng mà không gặp. Không ai thấy gì chứ, phải ông kêu mình biết đường thôi, giờ ba lạnh quá. Chỉ điểm chỉ chỗ ha. Chỗ cho ba, cho con kiếm đi con. Em cũng giá dị đó, nó ba ơi. Ba mà quả có ba mất rồi, biết của bố. Thì giờ ba có nổi ở đâu, ba cho con biết đi. Mà kêu không kêu con thì cũng kêu cô chú. Bây giờ cô chú mà của em của ba ra đây thì đầy đủ hết rồi. Ba mới không cho con cái trong nhà gặp đó. Thì ba cho cô chú với cô thấy đi. Giờ ba tắt ở đâu vậy đó. Cho lên hay cho xuống gì ba coi cho con biết đi. Mà cho con chú ba lên. Giờ cho ấm khúc, cho ba ấm. Cái bà ở dưới cục đó chú. Mà gian giá như hoài mà không có thấy là mất tiêu cái thường luôn hả? Chú mặc quần cục hả cô? Quần cục. Cái áo thọc thọc. Chú là chỉ có bao nhiêu bộ đồ thôi? Có nhiều thôi chứ nghèo mà mấy năm trời có nhiều. Ngoài ra còn đem theo cho chú gì nữa không? Không hết trơn có nhiều. Có nhiều đây thôi? Dạ. Kỹ vật của ông món này món kia không có hả? Không, chị đi ngồi đâu có gì đâu. Chuyện xui rủi ha. Dạ. Nhưng mà trước khi chú đi đó có căn dặn với cô điều gì không? Không, đi ra ngoài con trà này chú rước vô gửi tiền vô đó chú. Chứ đâu phải có căn dặn, mình biết xui rủi thằng này dặn. Ra rước rồi lấy tiền thì gửi vô 3 triệu đó.
Thì không, chưa có đem vô nhà. Nghe nói là vớt củi cho bà chậm lần này nữa, không vớt cơm mấy lần sau nữa mà phải không? Có. Lại ông chú nói vậy đó ha. Dạ, ông vớt củi đàng hoàng, hai khúc cây đó chú. Ông ơi, bà không kéo cho tôi, nó sao không mà kéo tiếp bà đâu. Không nói nhiều. Kéo lần này nữa thôi. Bà không có nói gì chưa, thế lần này đó thôi, chứ không có ông chết bọng gì. Má bà hiền, bà không có nghĩ tới mà. Dạ. Bà tới lấy rồi, hay bà nói là ba nấu gì đi, rồi con ơi, ba nấu gì đó, bà có cháu không con ơi. Ừ. Thấy bà nó kỳ, bà không nói cho con. Không, nói. Thường thì không có nói ra cái từ ngữ kia đâu, bà, chỉ nói những cái điều đó bà thôi má à. Bà như thế rồi, nói là ừ, thôi ba bà nói từ cũng có bê, không có câu thứ người sao, bà không nói luôn. Tôi có biết, trời chẳng phải mình không đau, mình biết. Thường thường thì mình đâu có nghĩ, nó tới nó nói vậy là nó chơi thôi. Ông ăn cơm được. À, mà ba chén gì ba chén được, mà không đâu phải không đâu mình biết, không đâu con ra ngoài thà lan gì đụng vậy thôi đó, giống như là những cái điều mà xui khiến mà giống nói trước vậy đó, nhưng dạ. Mà gia đình thường thường là mình không có biết, không có hay. Dạ, mình chỉ nghĩ là bình thường thôi. Dạ, không biết trời chăng nha chú ơi. Chứ yêu cầu mong rước qua cho gặp mặt ba em về mà cho ổng ấy đó, vậy không có ổng vô ổng lạnh lẽo hồi nào giờ ấy. Hỏi ổng bệnh mà ổng chết vậy thì cũng không ăn tức nè, ổng không có bệnh hoạn gì trơn mà chết ơi dưới sông ổng già ổng cả. Chú cao không chị? Không có cao, không vừa tấm hình đó. À vậy cũng vừa ha. Chị có thể là cho số điện thoại á, khi mà bà con cô bác đi xuồng ghe mà người ta lại có phát hiện ra chú cái gì, ta điện trực tiếp về cho gia đình mình. 0901 0901 355 754 754. Chị tên gì? Trần Thị Thúy Loan. Đó là số điện thoại của chị Loan, con của chú bé 74 tuổi. Đó, bà con cô bác nào đi trên sông có gặp gì đó thì có thể điện thoại về cho chị Loan. Gia đình cũng như mấy anh em cảm ơn rất là nhiều. Là hy vọng cũng thông qua mấy video thì đôi lúc mình tìm kiếm không gặp, mà có khi người ta chạy ghe chạy xuồng đó người ta gặp đó chị. Vậy là hiện tại đồ cát đá xi măng mình cũng chuẩn bị, mình làm sẵn kinh tỉnh ha. Rồi bà ơi, thì hồi nãy con cũng có gửi trợ giúp cho chị hai đó 1 triệu để hỗ trợ cái gì làm tang lễ cho chú á. Dạ, thì xin chia buồn cùng cô nha. Dạ, dạ, cảm ơn. Chúc cô nhiều sức khỏe, gắn giữ gìn sức khỏe để lo cho hai đứa cháu nữa. Dạ, dạ, cảm ơn mấy chú. Dạ.